Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với đồ chơi di động.com. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn chút xíu về một sản phẩm mới của shop, đó là chiếc Micro Mini. Các bạn thấy là nó nhỏ xíu, nó nhỏ cỡ cái đầu ngón tay của mình thôi, rất là nhỏ, và chúng ta có thể dễ dàng mà mang đi khắp mọi nơi. Cái chúng ta quấn gọn dây, chúng ta bỏ túi quần thôi, rất là đơn giản. Thì đây cũng là một sản phẩm khá là mới trên thị trường và đang rất là hot hiện nay, và được rất là nhiều các bạn trẻ rất là thích. Bởi vì với chiếc micro này thì chúng ta có thể hát karaoke ở mọi lúc mọi nơi, với những cái thiết bị đơn giản mà gần gũi chúng ta, đó là những chiếc điện thoại di động hoặc là máy tính bảng. Như các bạn thấy, mình có thể kết hợp giữa chiếc máy tính bảng của mình và chiếc micro này cùng một cái bộ tai nghe, thì chúng ta sẽ có ngay những cái bản thu mà mang đậm dấu ấn cá nhân của chúng ta, rất là nhanh chóng và dễ dàng, và chất lượng thì cũng ở mức tương đối khá để chúng ta có thể tự sướng được với lại bản thân mình, cũng như là nếu mà chúng ta cảm thấy nó hay một chút xíu thì chúng ta có thể chia sẻ cùng với bạn bè, rất là thú vị và rất là vui, nhất là trong những dịp mà nghỉ Tết gần đến đây. Trước đây thì mình cũng rất là thích ca hát, mình hát không được hay nhưng mình rất là thích thử nghiệm và sưu tầm. Mình cũng từng mua những loại micro như thế này, các bạn thấy đây là chiếc micro mà có giá là 800.000, mình mua ở một trang là XYZ gì đó, mình không tiện nêu tên, nhưng mà thực sự thì rất là thất vọng khi người ta giao hàng đến thì mình không có thử, mình tin tưởng ở trên mạng thì mình những cái bài review của người ta thì mình chỉ cấm về sử dụng, mình sử dụng không được, bởi vì nó rất là tiếng là rất là bé, nếu mình kích âm lên thì nó sẽ bị rè, tiếng gió hú rất là nhiều, và cuối cùng là vứt xó không sử dụng được bởi vì không trả lại được. Và chiếc micro này tuy nó nhỏ xíu và giá trị nó thấp gần cả 10 lần, ít hơn gần cả 10 lần, nhưng mà chất lượng mang lại thực sự thì rất là đáng mong đợi, bởi vì nó kích âm rất là tốt và mình không cần phải la hét như cái chiếc micro kia mà vẫn có được những cái phần thu âm rất là hay. Bây giờ mình sẽ minh họa với các bạn một cái ca khúc lời đắng cho cuộc tình. Mình thì thích cái dòng nhạc xưa, mình hát không được hay lắm nhưng mà mình được cái là hơi thừa tự tin để mà hát tặng cho các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu với chiếc iPad mini của mình. Cái phần thu thì mình sẽ lấy nguyên cái gốc từ cái phần mềm iCara ở trên cái iOS này, thì mình sẽ ghép vô cái đoạn video này và để chuyển tải đến các bạn sau. Còn cái bây giờ thì mình sẽ bắt đầu, các bạn đợi mình một xíu. Chúng ta sẽ đeo tai nghe vào và để cho chúng ta nghe được cái lời nhạc trong lúc chúng ta hát. Và sau khi hát xong thì chúng ta có thể điều chỉnh cái echo lại một chút xíu, và cũng như là cái âm lượng của giọng hát chúng ta để phù hợp với cái nền nhạc hơn, để cho cái ca khúc chúng ta được chỉnh chu hơn. Alo 1234, alo 1234. Sẽ dừng cái lệnh trình bày để dễ em cần. Cuối cùng rồi mình vẫn thế, khóc chi em, khóc chi em cho phai má hồng được gì. Giọt lệ này dành đêm mai đây, về cùng người khóc giữa đêm vui. Hơi đâu mà xót thương thân anh. Những ngày còn nồng ân ái giữa đôi ta đã bao cách biệt chung. Người thì mộng một trời cao sang, người thì còn trắng áo tay trơn, nên anh đã biết được ngày nay. Em ơi, anh vẫn biết rằng con chim quý phải ở lâu xót, nên anh không trách là em bội bạc. Mà em ơi, anh chỉ trách em sao em không nói thật lòng mình,
sao em gian dối để làm gì? Hãy nhìn một lần sau cuối chén ly bôi út đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa? Cuộc tình nào rồi cũng phôi pha, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Như các bạn thấy đó thì bây giờ mình đã minh họa xong cái ca khúc Lời Đắng Cho Cuộc Tình. Mình hy vọng qua ca khúc này thì các bạn cũng như mình là có thể tự tin hơn để hát hay hơn bằng những cái thiết bị rất là đơn giản và rẻ tiền như là chiếc micro mini này chẳng hạn. Chúc các bạn có những cái giây phút giải trí thực sự là thư giãn và vui vẻ bên bạn bè trong cái dịp lễ Tết này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Đồ Chơi Di Động.com.